mọi người, hôm nay mẹ cho hai con đi mua trái cây cả nhà. Hôm nay trời rất là mát nên không có nắng nên mẹ thấy thời tiết mát mẻ nên hôm nay mẹ sẽ cho hai con đi chơi mua trái cây. Thì đi đông xa nên mẹ cho lu hai con này. Buổi sáng lu dậy là ôm mình sữa vậy cả nhà, ăn xong rồi là ôm dậy ôm mình sữa vậy đó. Giờ đi nha, chơi nha. Mẹ làm cho anh. Đi mẹ, đi, à. Đi đợt đi hả? Đi đây, đi đây, đi chờ mẹ. Yeah.
chưa đi chơi lên cả nhà, hai mẹ con ghé qua đây cho hai con uống sữa cả nhà đấy. À, mẹ cho uống sữa nhá. Nay tiền đi chợ thì mua sữa này cho hai con uống luôn cả nhà. Cái nhà cũng có sữa. Lucy, mẹ coi con hết chưa? Cái tuổi Lucy đang uống cái trò chơi này rất là ngoan lắm. Hôm nay chơi mặt mẹ nên mẹ cho hai con đi chơi một cái cây cả nhà. Con chơi rất là ồn ào và nhộn nhịp. Uống non bay, cô xin mẹ uống non bay. Đi nha, sao mà đi nha, đi về. Bỏ vào đây, xin mẹ được nè, cô xin ôm mẹ lại, xin mẹ ôm đi. Lên xe mẹ kéo về. Đây. Mẹ kéo về. Xe mẹ kéo về chắc. Giờ thì ba mẹ con mình về cả nhà. Bye bye, xin chào.